chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Trong ngày hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp và trên tay cho các bạn một cái chiếc đồng hồ có thể nói là cực kỳ độc đáo của nhãn hiệu đồng hồ Epos. Đây là bộ hộp của chúng ta, nó sẽ được bọc ở bên ngoài bởi một cái bộ hộp giấy như thế này. Epos là một trong những cái nhãn hiệu đồng hồ nó khá nổi tiếng tại Thụy Sĩ. Cái dòng sản phẩm của họ được chuyên sản xuất những cái chiếc đồng hồ có giá thành nó rất là phải chăng, có chất lượng tốt và phù hợp với túi tiền của những cái người đấy, tiêu dùng ở mức cấp độ thấp hơn trong cái giới đồng hồ Thụy Sĩ. Cái dòng sản phẩm của họ thì nó sẽ trải dài từ những cái phân khúc từ 500 đô đến khoảng tầm trên dưới 1.000 đô la. Là cái phân khúc mà có thể nói là rất là dễ tiếp cận đối với những chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Đấy, và bây giờ mình sẽ mở cái chiếc đồng hồ này ra cho các bạn cùng xem. Đây, chúng ta sẽ có một cái bộ hộp nữa ở bên trong. Cái chiếc đồng hồ này là nó thuộc về cái hàng tồn kho từ bên thị trường Nhật về. Đấy, cho nên là rất tiếc là hộp sách thì nó không còn. Và chúng ta có một cái bộ hộp cứng ở bên trong. Và mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Mình cũng sẽ mở cái bộ dây này ra luôn. Đây là chiếc đồng hồ mới nguyên cho nên là nó rất là cứng các bạn nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Mình sẽ xoay một vòng cho các bạn cùng xem về cái chiếc đồng hồ này. Như các bạn đã quan sát thấy thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ thuộc về nhãn hiệu đồng hồ Epos. Và cái điểm đặc biệt nhất trên cái chiếc đồng hồ này đó chính là cái phần mặt số thiết kế có hình con rồng. Và đối với người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng thì rồng là một biểu tượng, một linh vật rất đặc biệt. Nó là một biểu tượng của quyền lực, là một linh vật dành cho quốc gia, đặc biệt tại một số ví dụ như là Việt Nam hoặc là của Trung Quốc thì luôn coi rồng là một cái gì đó nó biểu trưng cho quyền lực và biểu trưng cho một cái gì đó nó thuộc về cái giới thượng lưu. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có kích thước rơi vào tầm 41mm và kèm theo đó là cái bộ tay cài nó sẽ có hơi dài một chút. Ở đây nó là cái dấu hấp hơi thôi các bạn nhé, không phải vết sức đâu. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có hơi to một chút và chúng ta sẽ cần phải có một cái cổ tay nó cũng sẽ hơi to một chút để đeo cái chiếc đồng hồ này. Các bạn sẽ thấy đây là phần mặt số của chiếc đồng hồ thì nó rất là nổi bật với một cái hình nhà con rồng ở đằng trước. Các bạn thấy là cái hoa văn của nó sẽ có kết hợp giữa màu trắng, màu đỏ và màu vàng. Và cái nền ở phía sau thì nó là nền trải tia màu đen. Thì các bạn sẽ thấy là cái nền này là một dạng trải tia mặt trời, sẽ có rất nhiều cái tia nó bắn từ trung tâm nó bắn ra. Đấy, và khi chúng ta nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn như thế này thì nó bắt sáng tương đối là tốt và nó tạo ra cho chúng ta một cái chiếc đồng hồ có thể nói là cực kỳ đặc biệt, nó khác biệt hoàn toàn so với rất nhiều những chiếc đồng hồ khác trên thị trường. Đây là một cái chiếc đồng hồ thuộc phiên bản Limited Edition. Đây, các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ Limited Edition là phiên bản đặc biệt. Cái dòng này thì ra đời từ năm 2012 đấy, và nó được tồn kho cho đến ngày nay và được ship từ bên thị trường Nhật về. Ở phần trung tâm thì chúng ta sẽ có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Cái bộ ba kim này thì nó sẽ có dạ quang ở trên đầu cũng như là dọc thân kim cho phép các bạn có thể quan sát giờ được trong đêm tối. Và kèm theo đó nữa là chúng ta sẽ có một tính năng lịch ngày tại góc 3 giờ. Thì về cơ bản cái mặt tính năng của chiếc đồng hồ thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không quá phức tạp về cái mặt tính năng. Chiếc đồng hồ này nó sẽ tập trung mạnh về cái phần thiết kế mặt số. Ở đây chúng ta sẽ có thêm dòng chữ Epos Switzerland và dòng chữ Swissmade, là một chiếc đồng hồ chạy theo cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ đặc trưng mà chúng ta thường thấy. Toàn bộ tất cả những cọc số của chiếc đồng hồ thì nó sẽ là cọc số nổi và được biểu thị bởi một cái chấm tròn nổi có màu vàng ở đây. Đó, các bạn thấy nó sẽ có những cái chấm tròn có màu vàng như thế này. Đây, chúng ta sẽ có một là cái phần mặt kính sapphire nguyên khối ở phía trước và có trắng phủ lớp chống phản xạ ánh sáng. Các bạn sẽ thấy là cái lớp trắng phủ này, khi trắng phủ lên thì khi các bạn nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn nó sẽ có một chút ánh sáng xanh nó hắt lên. Phần thân vỏ của chiếc đồng hồ thì nó sẽ không quá dày cũng không quá mỏng. Thì các bạn thấy là bộ thân vỏ được thiết kế cũng tương đối là cổ điển với cái phần niềng, nó một dạng niềng bậc thang và kèm theo đó là tai càng cũng ra là dạng tai càng bậc thang. Đó, và cái phần bên hông thì chúng ta có những cái hoa văn đánh xuôi xuống như thế này.
bộ thân vỏ sẽ được mạ vàng PVD. Chất liệu mạ của dòng này thì nó sẽ tương đối là được nhiều năm. Tại góc 3 giờ chúng ta có một núm điều chỉnh giờ hình củ tỏi như thế này. Cái chiếc đồng hồ sẽ có chức năng hacking. Khi các bạn rút núm ra, ngay lập tức kim giây sẽ dừng lại. Và khi các bạn đóng núm vào, nó sẽ tiếp tục vận hành. Ở phần mặt sau của chiếc đồng hồ này, như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có một cái phần nắp đáy được làm từ thép không gỉ mạ vàng PVD và sẽ được làm lộ cái cỗ máy bên trong ra. Để các bạn thấy là chúng ta có dòng chữ Limited Edition 399. Cái chiếc đồng hồ sẽ được sản xuất chỉ với 399 chiếc trên toàn thế giới. Cỗ máy bên trong của chiếc đồng hồ thì nó là một cỗ máy 2829A2 đến từ nhãn hiệu ETA. Thì các bạn sẽ dùng lúp, các bạn soi một chút ở đây phần chân tóc, chúng ta sẽ thấy dòng chữ ETA 2829A2. Đây là một cỗ máy cao cấp thuộc về nhãn hiệu đồng hồ nhãn hiệu ETA, thuộc về tập đoàn Swatch. Đấy, bạn nào chơi sâu thì chúng ta cũng biết rồi, đa số tất cả những nhãn hiệu đồng hồ ngày nay thì họ ít có hãng nào có thể khả năng phát triển, tự phát triển được một cỗ máy cho riêng mình, mà thường sẽ lấy những cái cỗ máy từ nhãn hiệu khác, ví dụ như ETA. Các bạn đã thấy được cái cỗ máy bên trong họ cá nhân hóa cũng khá là tốt. Đây, chúng ta có dòng chữ EPOS Limited Edition 399. Phần con văng lên gót cũng như là cái nền máy xung quanh cũng sẽ được làm bóng, đánh vân tròn. Là khi chúng ta nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn thì ánh sáng hắt ra cũng tương đối là chất lượng. Cái dòng máy 2829A2 thì là một cái dòng máy chạy tương đối ổn định và được nhiều hãng nhãn hiệu đồng hồ trên thế giới họ áp dụng trên những cái chiếc đồng hồ của họ. Cả những chiếc đồng hồ có giá thành rẻ hoặc là những chiếc đồng hồ có giá thành cao hơn một chút, ví dụ như những dòng sản phẩm của Maurice Lacroix được làm từ vàng đúc cũng sẽ chạy những cỗ máy kiểu như thế này. Nó rất ổn định và nó không có quá nhiều lỗi vặt, khi mà chúng ta sử dụng và bảo dưỡng cũng tương đối là dễ dàng. Cái chiếc đồng hồ này sẽ đi kèm với một cái bộ dây da. Đấy, các bạn thấy là cái bộ dây da này thì nó sẽ có màu đen và kèm với khóa nguyên zin, khóa EPOS. Đây là khóa được làm từ thép không gỉ và cũng sẽ có dòng chữ EPOS khắc ở đây. Như vậy cơ bản đây là một cái chiếc đồng hồ có cái mặt số cực kỳ độc đáo. Nó đẹp về mặt tính năng, về mặt cỗ máy, về mặt là nhãn hiệu thì nó cũng không có quá là nhiều những cái điểm nổi bật. Tuy nhiên là về thiết kế của chiếc đồng hồ này thì mình cho rằng nó là một thiết kế độc đáo và nó tạo cho chúng ta một cái điểm nhấn khi mà đeo lên cổ tay. Đây, mình sẽ thử đeo lên cổ tay cho các bạn xem. Đấy, khi đeo lên tay nó như thế này, và các bạn là lưu ý là cái chiếc này thì tay phải to một chút thì đeo mới ok được. Đấy, cái tay của mình là 16,5 và đeo thì nó vẫn có một chút nó choáng ra ngoài, bởi vì là cái bộ tay càng này nó tương đối là dài. Kích thước 41mm cũng không phải là quá bé. Thì các bạn nào có cổ tay từ 17 trở lên thì đeo sẽ tuyệt vời hơn. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.